Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Thế nào? Nó nói là một người rất cường đại, rất cường đại, rất cường đại. Rất tốt, rất tốt, rất tốt đã giúp nó. Hỏi hắn mặt mũi ra sao? Nó nói là rất 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 tốt. Hỏi bao nhiêu tuổi? Nó nói rất tốt, rất tốt. Hỏi gì cũng là rất tốt, rất tốt. Không hỏi được một thông tin cụ thể nào. Rốt cuộc là người trao đổi kiểu gì, đúng là đồ ngu. Ấy chứ, rất tốt ra vẫn còn một bình luận nữa là mùi rất thơm, còn thơm hơn chủ nhân. Thế là đủ rồi, nó vừa mới đầy tháng, có thể nói chuyện với ngươi đã là không tệ rồi. Ngươi còn hy vọng ấu thú như là nó nói được cái gì? Chí ít chúng ta cũng đã biết chuyện giúp huyền thú tiến giai là sự thật có tồn tại. Ta hiểu rồi. Đó đúng là trực giác. Trực giác? Ngươi nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ cảm thấy ta phân tích không đúng? Không không, không hồ là não đại. Não đại đúng là anh mình. Hạc trùng tiêu, Hạc não tam, ngươi cũng bản lĩnh lắm rồi. Não đại tha mạng, não đại hạ thủ lưu tình. Ấy Hạc não tam ơi, là Hạc não tam, hóa ra ngươi cũng có ngày hôm nay. Ta có hôm nay thì làm sao? Chí ít vẫn tốt hơn kẻ nào đó bị đè đầu xuống đất ăn mấy chục gậy. Mặt mày thì dính đầy bùn xịn, nhưng mới rớt xuống hố phần thế mà vẫn còn vinh váo đắc ý được. Bán nãy ngươi nhổ ra cái gì? Trống vàng khe. Nếu có thời gian, ta thật muốn được gặp cao nhân thần bí đó để so xem đến cùng ai cao ai thấp. Đáng tiếc ước định giữa chúng ta đã kết thúc hơn một tháng rồi. Nhưng nhiệm vụ vốn dĩ đã không khó kia thì chúng ta lại không hoàn thành trong đúng thời hạn. Lạ Tuyệt Thiên đáng chết, đều do tên chết tiệt này làm hỏng chuyện. Nhưng hắn đã nói là sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ tới quân gia ở Thiên Hương Thành tìm quân vô ý. Đúng đúng, hắn đã nói như vậy thì quân vô ý chắc chắn là không thể nào thoát khỏi quan hệ với hắn. Chỉ cần chúng ta lần theo manh mối này, hẳn sẽ có cơ hội tìm được hắn. Nhưng như ta được biết, lần này để đối phó với huyền thú triều mà chúng ta đã tạo ra, chủ soái mà Thiên Hương Đế Quốc phái ra chính là quân vô ý. Trước mắt, người này đang ở Thiên Nam Thành. Nếu đã như vậy, chúng ta càng phải lên kế hoạch kỹ càng cẩn thận hơn, xem có thể lợi dụng quân vô ý để tìm ra tung tích của cao nhân thần bí kia. Lão đại, trong việc quân vô ý này chúng ta tất phải cẩn thận, ngộ nhỡ biến khéo thành vụng thì sẽ còn chọc giận người kia, lúc ấy cái được không bù đổi cái mất. Đó là đương nhiên, hắn ta có thể trợ giúp các ngươi tiến dài thì đối với ta cũng, đối với chúng ta, người này vô cùng quan trọng, há có thể hấp tấp vội vàng. Chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này cũng cần ta phải nhắc nhở các người? Vâng, ngài nói đúng, lão đại chí lý. Trước tiên phải mở rộng cửa biển trước mặt của người ta, bây giờ thì hay rồi, thời gian đã qua hơn một tháng mà vẫn chưa làm xong. Ngăn cản Huyết Hồn Sơn Trang tiến lên Bắc. Huyết Hồn Sơn Trang lên Bắc, việc này phải nói là hoàn thành rất là triệt để. Không chỉ khiến cho Huyết Hồn Sơn Trang không lên Bắc, mà đến cả Phong Tuyết Ngân Thành cũng bị di chuyển xuống phía Nam. Nhưng chuyện đánh gãy hai cái chân của Lệ Đằng Vân thì vẫn chưa làm được, thậm chí còn chưa thấy mặt của Lệ Đằng Vân. Đây mới là điểm thực sự khiến người ta do dự. Lệ Tuyệt Thiên, Lệ Đằng Vân tất diệt. Là đàn báo bên kia đã xảy ra chuyện. Cái đám này thật sự không khiến người ta bớt lo. Đàn báo, rốt cuộc có chuyện gì? Sao lại không có quy củ như thế? Không thấy tôn giả đang ở đây à? Là một con thiết dực báo, nhìn dáng vẻ thì như chỉ mới đầy tháng. Một tên nhóc đáng yêu, hẳn là nghe lệnh triệu tập của ta nên mới tới đây. Hờm. Não đại,
Một con thiết dực báo, Bát Giai chưa trưởng thành, còn chưa dứt sữa. Nà Bát Giai sao có thể thế được? Ôi đệt mợ, đúng là không thể nào tin nổi. Tam ca, ngươi mau tát ta một cái. Chắc là ta đang nằm mơ rồi, thật khó tin được. Cái khỉ gì vậy? Việc này sao thực? Việc này là thế nào? Thần tích, quả nhiên là Bát Giai. Không ngờ lại là Bát Giai. Đúng là Bát Giai, thần tích, đúng là thần tích. Thiết dược báo tuổi thọ bình thường là 200 năm, huyền thú thất giai. Theo như bình thường thì 10 năm tiến giai một lần, 70 tuổi sẽ đạt đến thất giai sơ kỳ. Nếu trong vòng 70 năm mà có thể đạt đến thất giai đỉnh phong thì càng có hy vọng đột phá cực hạn, nột xác thăng cấp đến Bát Giai. Nhưng thiết dực báo bị tư chất thân thể hạn chế, thành tựu cả đời nhiều nhất cũng chỉ có thể dừng bước ở đây. Đây chính là sự thật ở trên cả đại lục, nhưng trước mặt của chúng ta lúc này, sự thật đã bị phá vỡ. Một con thiết dực báo Bát Giai ấu tể, lại vẫn là ấu tể, não tam não tứ. Đây, không phải chúng ta đang nằm mơ đấy chứ? Theo như suy đoán dựa trên tình hình trước mắt này, rất có khả năng con thiết dược báo này chỉ vừa mới đầy tháng, còn chưa dứt sữa mà đã có thể tiến dài. Hơn nữa còn tiến dài tới đỉnh phong trong tình trạng chưa hề khống chế được sức mạnh thiên phú, làm sao có thể? Việc này quả thật là không thể nào tin được. Nếu là lúc trước, bất cứ ai nói với ta việc này có thể xảy ra, nghĩa là bẻ đầu ta xuống ta cũng không tin tưởng. Nhưng bây giờ việc này xuất hiện ngay trước mắt, ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện thế nào? Lão đại, ngài nói có phải là Báo Vương đã cưỡng ép một con thiết dược báo thất giai? Đồ ngu, việc này sao có thể? Ngươi cho rằng ta chỉ ngạc nhiên vì cấp bậc của nó hiện tại thôi hả? Hai người các ngươi coi ta là đồ ngu như hai người hả? Điều con báo con này thực sự khiến ta kinh ngạc không phải là thực lực hiện giờ của nó. Ban nãy ta đã kiểm tra kỹ càng, thiên phú của con báo này chỉ ở mức bình thường. Trong thiết dược báo không có bất cứ huyết mạch huyền thú cao giai nào. Vậy nên ta có thể xác định việc con báo này tiến giai chắc chắn là do nhân tố hậu thiên nào đó tạo thành. Cũng tức là nói, có người đã dùng thủ đoạn thần kỳ nào đó để giúp nó tiến giai. Không chỉ như thế, điều thực sự khiến người ta ngạc nhiên còn là giới hạn thiên phú của con báo này cũng đã được cải tạo. Trong vòng 70 năm, chắc chắn là có thể tấn thăng đến cửu giai. Hơn nữa, cửu giai vẫn chưa phải là giới hạn của nó. Báo đường đường là hạc vương như ngươi, đi cưỡng ép một con hạc thất giai, ngươi dám làm hay không? Trong đầu của ngươi chứa cái quái gì vậy? Ngươi không thể nào nghĩ những cái bình thường, hữu dụng được hả? Lão đại, ngài nhìn trên cổ của con báo này có một miếng ngọc bài, xem ra không ngờ con người nuôi dưỡng nó. Vậy không phải là thiên hương độc cô, lại là thiên hương thành. Xem ra thiên hương thành chúng ta không thể nào không đi rồi. Việc tiến giai kỳ lạ của con báo này rất có khả năng đã nói rõ vấn đề, có thể khiến cho thể chất yếu ớt của nó tiến giai mà không để lại bất cứ di chứng nào, còn có thể giúp nó tăng cao giới hạn thiên phú. Thủ pháp thần kỳ thế này đúng là thủ đoạn của tạo hóa. Đúng rồi, sao lại quên là người có thể nói chuyện với nó cơ chứ? Đồ ngu này, có thể nói chuyện sao không nói, sao không sớm tới hỏi nó? Ta cảm thấy việc này có liên quan tới người áo đen thần bí kia, thậm chí có thể khẳng định chính là hắn làm. Trừ hắn ra, trên đời không còn người nào có thể có thủ đoạn như vậy. Hơn nữa con báo này còn đã có chủ nhân. Chủ nhân của nó và người giúp nó tiến giai chắc chắn là có quan hệ vô cùng gần gũi. Thủ đoạn nghịch thiên thế này, không phải chí hữu sẽ không dễ dàng ra tay giúp đỡ. Không sai, hạc não tam phân tích có lý. Não hùng, sao ngươi không học tập não tam nhiều vào? Nói như vậy, vị cao nhân thần bí kia rất có khả năng là cũng tới từ thiên nam. Vẫn hành động theo như kế hoạch đã định. Người của quân gia và người của độc cô gia thì tuyệt đối không được tùy tiện động vào. Nếu như, lão đại, nếu như đỉnh phong quyết chiến, có phải đối với ngài? Việc của ngươi bây giờ là phải đến biên duyên địa giới. Nếu vì vậy mà bị ảnh hưởng há chẳng phải? Trận chiến này chủ yếu là để lập uy, chỉ cần có thể thành công đánh tan bọn chúng, thì chí ít cũng đạt được sự yên ổn trong hàng chục năm. Nếu như bọn chúng nhát gan không dám ứng chiến,
Đó mới thực sự là tai họa của thiên phạt. Một khi sự việc kết thúc rồi, ta sẽ lập tức bế quan, chuẩn bị đột phá cửa ải thứ 20. Đến lúc ấy, thiên phạt phải dựa vào cả các ngươi rồi. Vâng. Ấy, đám cô nãi nãi đúng là khó hầu. Trời ạ, có thể cho ta nghỉ một tí được không? Quân vô ta, bọn ta có chuyện muốn hỏi người. Tình hình không ổn à? Tướng không muốn chiến đấu, quân không có chiến lực, mỗi người một ý, không ai chịu ai. Còn có mấy gia rõ ràng đã có thoái ý. Tình huống này, người không có ý chiến đấu thì sao mà đánh trận được? Tin chắc là một khi khai chiến, nghe là bên phía của chúng ta vừa gặp chuyện đã sụp đổ. Bàn bạc suốt một ngày mà vẫn chưa bàn ra được cái gì? Tình hình không bi quan đến mức ấy chứ? Nếu không nhờ có mấy vị trí tôn tọa trấn, dám khẳng định là hôm nay đã bàn ra mạng người rồi. Nếu hôm nay huyền thú tập kích giữa đêm, chú ý, chút ý chí chiến đấu còn sót lại của mọi người sẽ tiêu tan hết sạch. Xem ra Lệ Tuyệt Thiên đúng là không có bao nhiêu tài năng lãnh đạo rồi. Những vị trí tôn này, địa vị tuy cao, nhưng trong xương vẫn có tính giang hồ. Lại có vị nào đã từng cầm binh đánh trận mà có tài năng lãnh đạo quân lính? Mỗi người trong bọn họ đều chỉ có một lòng tu luyện. Không nhờ vậy sao có thể có được thành tựu hôm nay? Bàn về tài tranh lãnh đạo, trong bát đại trí tôn, tin chắc cũng chỉ có đệ nhất trí tôn Vân Biệt Trần. Cùng sinh tử trí tôn, Hữu Trường Tiếu là có một chút, còn những người khác thì chỉ là kẻ ngoại đạo, đặc biệt là Ưng Bắc Không càng chỉ là một tên man dợ. Cứ nói tới hắn là ta lại bực mình. Hắn ta còn đề nghị tập trung các thế lực cường đại ở trên thần huyền cùng tiến vào thiên phạt xâm lâm. Thần không biết quỷ không hay, lấy đầu của bọn chúng, tốc chiến tốc thắng giải quyết bọn huyền thú vương, rồi lập tức rút lui. Mẹ nó đúng là tên óc heo. Tiến vào trong đó tất nhiên là phải, thần không biết quỷ không hay. Chẳng qua là bị đại quân của đối phương thần không biết quỷ không hay bao vây chặt chẽ. Nhưng cho tới bây giờ cũng không thể nào tính là hoàn toàn không có thu hoạch. Thiên phạt hạ chiến thư, ước định 3 ngày sau chính diện quyết chiến. Trước mắt chúng ta phải chọn ra thống soái dẫn quân. Nói tới chọn thống soái, thực ra tam thúc ngươi rất được mọi người ủng hộ. Đầu tiên, người của Phong Tuyết Ngân Thành coi tam thúc ngươi là chủ soái, hết lời khen ngợi năng lực dẫn quân của Huyết Y đại tướng là tam thúc ngươi. Cả thiếu trang chủ của Huyết Hồn Sơn Trang Lệ Đăng Vân cũng ra sức ủng hộ. Gần như đã quyết định rồi, đám khốn kiếp đó rõ ràng là đang mượn đao giết người, là muốn đưa người vào chỗ chết. Vậy ý của tam thúc thế nào? Ta có mặt ở đây vốn dĩ là giải quyết việc này, tuy nhiên bị người ta mượn tay giết hại. Thế thì đã làm sao, huyền thú triều là kiếp nạn của cả đại nung, tất nhiên phải áp chế giải quyết. Mà lần quyết chiến này cũng không thể nào tránh khỏi, đường đường là Lam Nhi. Có việc lên làm, có việc không nên làm. Nếu ta không đi thì còn ai đi nữa đây? Và lại cũng chưa chắc là ta ắt phải chết. Ý của ngươi là ngươi chấp nhận? Trừ ta ra, người khác gần như là không có cơ hội được để giành. Một khi ta thoái thác không đi, đó chính là ham sống sợ chết. Vậy thì danh vọng của quân gia bọn ta sẽ gặp phải đả kích nghiêm trọng. Từ sau hôm nay sẽ tụt dốc không phanh. Danh tiếng của quân gia mà ra ra người, phụ thân người, nhị thúc người, hai vị ca ca của người dựng nên, tất cả sẽ mất sạch vì hành động ham sống sợ chết của ta lần này. Vậy lên, dù tung nhiên chết, ta cũng quyết không quay đầu. Vẫn là câu nói đó, đường đường là Nam Nhi, việc lên làm thì vẫn phải làm. Đã biết là thập tử vô sinh mà ngươi vẫn muốn nhảy vào, đấy mà gọi là đường đường là Nam Nhi. Đây, danh tiếng của quân gia đối với ta nặng hơn tất thảy. Ta có thể bỏ qua mọi thứ, chỉ không thể nào để danh tiếng quân gia tiêu tan. Ngu xuẩn, người mới đi đúng là hy sinh vô nghĩa. Nam tử hán đại trượng phu tất nhiên có trọng trách phải gánh vác. Mà danh tiếng của quân gia chính là trọng trách của ta lúc này. 15 không đội mũ, tóc dài quấn tròn quân, thiên hương hàng đêm nhớ, kiếp này không đổi nòng. Tam thúc, cái này người cũng không để ý rồi sao? Danh tiếng chỉ là vật ngoài thân, trước nay ta chưa từng để ý, tin chắc là Gia Gia cũng sẽ không để ý. Đối với chúng ta, tính mạng của tam thúc người mới là quan trọng nhất. Đừng quên ở trên Đại Tuyết Sơn còn có người đang chờ người. Nàng đã chờ người 10 năm rồi,
và còn sẽ tiếp tục chờ người. Cũng không hoàn toàn là vì danh tiếng. Từ cổ tới nay, ở trên chiến trường, thấy chất ngàn dặm, có ai mà không có cha mẹ song thân, có ai không có con thơ vợ dại? Chẳng lẽ quân vô ý ta lại là đặc biệt? Chẳng lẽ có mình ta quý giá như thế? Đến nỗi không thể nào bỏ được. Cho dù muốn xuất chiến cũng không thể nào một mình người xuất chiến đúng không? Có thế nào cũng phải dẫn dắt cả liên quân cùng nghênh chiến, mà trong liên quân chắc chắn là các đại thế gia đều phải cử người tới. Trận chiến này, nếu chỉ có quân sĩ phổ thông của tam thúc người lên trận, thì chẳng khác nào là đi tìm chết. Tất nhiên phải có lực lượng cao thủ đứng đằng sau mới được, ít nhất cũng phải có 5-3 nghìn người, và những người này thấp nhất cũng phải là địa huyền ngọc huyền. Nhưng trong quân đội sao có thể có nhiều cao thủ như vậy? Vì vậy, cho dù người dẫn quân, thì Phong Tuyết Ngân Thành và Huyết Hồn Sơn Trang, thậm chí là các đại thế gia cũng buộc phải phái người. Vậy ý của ngươi là mượn đao giết người, chúng ta cũng biết vậy. Nếu đã nhắm vào quân gia ta, vậy thì phải chuẩn bị tâm lý các nhà cùng chịu trận. Nếu muốn chúng ta đồng ý nhiệm vụ chịu chết này, vậy thì cần phải có rất nhiều người chôn cùng. Dù sao đi nữa, không có lý nào huyền giả cả đại lục này đến ở đây mà khi đối mặt với huyền thú triều lại chỉ có một mình người mang theo vài ba binh sĩ bình thường đi chịu chết. Yên tâm, chắc chắn là không sao đâu Tam Thúc. Tam Thúc, người đã có ý chết. Ta đã sớm biết Tam Thúc người có ý chết không phải chỉ mới 1-2 năm này. Nếu không vì gia gia của ngươi mất sớm, những năm trước ta lại không biết cố gắng, có khi Tam Thúc đã vất vả cho hắn cố chịu đựng bao nhiêu năm. Nếu là người khác thì đã tinh thần sụp đổ, tự sát không biết bao nhiêu lần rồi, mà bây giờ lại xuất hiện người, chẳng khác gì là đã tìm cho ta một núi dựa hùng mạnh. Vì vậy Tam Thúc mới có vẻ không chịu tiếp tục nữa. Chuyện năm ấy, tin chắc rằng đối với bất cứ nam nhân nào cũng là một cú sốc khó mà đếm. Càng huống hồ là nam nhân, vốn luôn kiêu ngạo như là Tam Thúc của người. Nói thật lòng, nếu là ba người bọn ta ở vào tình cảnh tương tự, thì e là đã phát điên từ lâu rồi. Tam Thúc của ngươi, nghĩ chắc 10 năm này mỗi thời khắc đều như là bị chiên trong chảo dầu. Nỗi đau này, hắn sẽ không tiếp tục quá lâu nữa. Ơi, đi ngủ đi, ta mệt quá rồi. Cái gì? Muốn hóa giải nỗi đau hành quân vô ý? Càng phải trực diện Phong Tuyết Ngân Thành, đây há lại là việc dễ dàng. Sao thằng danh này cứ vô tâm vô tư thế nhỉ? Ơi, chúng ta cũng về thôi. Phải mau chóng tìm được Hạc Trùng Tiêu và Hùng Khai Sơn, nếu hai tên ấy dám khiến cho Tam Thúc bị thương, hỏi có khác gì người nhà tự đánh người nhà. Cái cảm giác hả hê đến cực điểm này, đệ nhất hung địa, nơi nguy hiểm nhất, tàn khốc này của huyền huyền đại lục này, đối với ta lại là nơi dễ chịu nhất. Không hổ là thiên phạt xâm lâm, không biết nơi này đang ẩn giấu bao nhiêu huyền thú cỡ lớn. Có thể nói là đối với huyền giả ở trên đại lục, mỗi một chỗ của thiên phạt xâm lâm lúc này đều có thể là một cái bẫy chí mệnh. Nhưng đối với bổn thiếu gia, chẳng qua cũng chỉ là một vật nhỏ đáng yêu có kích thước khá lớn mà thôi. Chiến thư đã hạ hay chưa? Vâng, đoán chắc là đám nhân loại ngông cuồng tự đại đó sẽ ứng chiến. Ta đi bế quan một lúc trước, tạm thời không có việc gì quan trọng thì đừng tới quấy rầy ta. Lão đại, ngài yên tâm đi, chuyện đột phá của ngài mới là quan trọng, tuyệt đối không thể nào chủ quan. Mọi việc đã có chúng ta lo liệu, chắc chắn là sẽ không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cứ quyết định thế đi, vật nhỏ này tạm thời để các ngươi chăm sóc. Phải dùng hết khả năng nghĩ cách tìm ra chủ nhân của nó trước trận quyết chiến, để tôi không ngộ thương tới người đó. Ta nghĩ chủ nhân của vật nhỏ này có khả năng lớn là người nào đó ở trong thiên hương độc cô thế gia, có thể coi là cửa đột phá, tiến hành điều tra theo hướng này. Huyền công của lão đại thật là càng ngày càng tinh tiến. Nếu lần này có thể thành công đột phá cấp 12, thì hắn có thể đạt đến cảnh giới siêu nhiên của vương thượng năm đó. Cảnh giới này Yana đến cuối đời ta cũng khó mà có thể chạm tới, chỉ có thể ngưỡng vọng một đời. Ấy, chỉ bằng hai tên củi mục như chúng ta, nên được đến cấp 10 đã là kẹt mẹ nó rồi.
đời này lên được cấp 11 là đã phải thắp hương khấn Phật. Khó khăn lắm mới có người có tạo hóa thần thông có thể giúp chúng ta tiến dài, điều kiện đưa ra còn không khó, ấy thế mà lại bị lão khốn kiếp Lệ Thiên Tuyệt quấy nhiễu. Lão thất phu này, để ông đây bắt được lão nhất định là phải ăn thịt của lão ta. Tất cả đều tại lão khốn kiếp Lệ Tuyệt Thiên, cả thằng con suối quẩy của lão nữa. Nếu chúng ta sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi quay về, mọi việc sẽ đến nông nỗi trước mắt này hay sao? Đủ rồi, đừng bóp nó nữa, nếu làm nó chết, danh quân nhà mi phải gặp họa lớn đấy. Chủ nhân của con vật này chắc chắn có quan hệ thân thiết với vị cao nhân kia. Nó tố cáo người thì người cứ đợi mà bị chọc mù mắt đi. Ôi chào, xin lỗi mà. Không biết là phạt thiên thánh quả mà xà vương vẫn luôn trông coi như thế nào rồi. Tuy rằng từ đầu đã cố tình tìm kiếm khí tức của Hùng Hạc hai người, nhưng diện tích của thiên phạt xâm lâm thực sự là quá rộng lớn. Khoan đã, không khí phía trước có độc, độc mạnh đến mức có thể khiến cho cao thủ huyền thiên giây lát bỏ mạng. Nếu không phải vì thi triển âm dương thuẫn, bây giờ ta đã là một đống xương khô. Bên trong có người. Đẹp quá, sao cô ta không sợ kịch độc? Nhưng càng không đơn giản chính là loại quả đó. Không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy thứ chỉ từng thấy ở trong sách đó ở đây. Quả này ban đầu có màu trắng, sau đó chuyển sang hồng, lam, lục, vàng, xanh, tím, bạc. Cuối cùng quả chín sẽ biến thành tử kim sắc. Đây chính là độc quả thiên nha vạn, ý nghĩa như tên. Độc tính của loại quả này thực sự là mạnh đến khó tin. Gần như không có bất kỳ sinh linh nào có thể kháng cự lại độc tính của nó. Không chỉ chứa kịch độc, trong quá trình sinh trưởng của loại quả này cũng phải được tưới lượng lớn chất độc, như vậy mới có thể sinh trưởng bình thường đến khi thành thục. Nhưng để quả chín cần có thời gian 1 năm, trong lúc đó lượng độc tưới cho cây không thể nào đứt đoạn, nếu không chỉ trong 1 ngày là cây sẽ trở nên héo khô. Mà bây giờ chỉ trong 3 ngày nữa, thiên phạt xâm lâm này sẽ trở thành chiến trường, thật là đáng tiếc. Các con, hôm nay chính là ngày thánh quả thành thục, mau tới đây. Cái gì hôm nay? Nhiều động vật quá, chẳng lẽ bọn họ muốn cưỡng chế tưới đồng? Thúc giục quả mau chín, về lý luận thì có thể làm được, nhưng cách này thực sự là chưa từng nghe nói tới. Nhưng quả thực đó cũng chỉ vì không có ai có thể tìm được nhiều độc một lần như vậy. Cũng chỉ có thiên phạt xâm lâm là có thể làm được. Hơn nữa, mỗi một thứ động vật ở trong này đều có thể lấy mạng người trong vô hình. Quả độc bọn chúng tạo ra khỏi nghĩ cũng biết. Mỗi lần sử dụng, chỉ có lấy một giọt nước để làm đều, một giọt nước quả để uống. Nếu tham lam uống nhiều, tất bỏ mạng thân vong. Độc quả thiên nha vạn bổ thì có thể, nhưng lại không thể nào nuốt ăn trực tiếp. Nếu không chẳng khác gì là tự sát, giống như là những thứ thuốc tác dụng mạnh, đi cứu mạng người nhưng cũng vô cùng hung hiểm. 300 năm rồi, cuối cùng chúng ta cũng đợi được ngày này. Có thể hoàn thành duy nguyện của hai đời thánh vương là vinh hạnh của chúng ta. Vì thánh quả dâng ra tất cả sức mạnh của các ngươi đi. Ơi, đổi màu thật rồi, không ngờ tới tìm hai tên ngu ngốc Hùng Hạc mà lại được chứng kiến kỳ tích bực này. Thứ này còn có giá trị hơn là hai tên ngốc đó nhiều. Mọi người cố gắng hơn nữa đi. Đây, cũng quá nhanh rồi, không ngờ lại thật sự có thể thành công. Quả chín rồi. Ơi, lấy bảo hạp tới. Huyền Ngọc bảo hạp. Xem ra đám huyền thú cũng đã có chuẩn bị kỹ càng. Độc quả này chỉ có thể dùng đồ làm từ huyền ngọc để cất chứa, nếu không sẽ dễ dàng thối rữa. Xin thánh quả rơi xuống. Thiên nha vạn độc quả, tất phải chờ nó tự chín tự dụng, vậy mới được tính là quả chín thực sự. Dù sớm hơn chỉ 1 giây cũng không được. Thánh quả kia, thời khắc chín muồi này, chúng ta đã đợi 300 năm rồi. Cái gì? Sao lại như vậy? Là kẻ nào dám trêu đùa bổn vương hả? Ây, đáng sợ quá. Có biến mình xinh đẹp hơn nữa thì cũng vẫn là thú vương. Ngươi có nhìn thấy rõ không? Mới nãy đã xảy ra chuyện gì vậy hả?
Mới nãy mới chớp mắt thì đã không thấy rồi. Tất cả đi tìm cho ta, dù ở chân trời góc bể này thì cũng phải tìm thấy thánh quả. Ấy tức giận như vậy, làm ta cũng cảm thấy áy náy đấy. Nhưng trả lại, thì hình như bọn họ sẽ càng giận hơn. Tới lúc đó còn không phải là người tốt khó làm hay sao? Bình thường không thể nào ăn độc quả này được, nỡ như sử dụng không thỏa đáng mà tự làm hại mình thì phải biết làm sao. Nghĩ như vậy thì ta đây là giúp các ngươi đấy. Giọng nói này, xà vương, thánh quả. Thiên lý như vậy, thiên lý trêu người mà thôi. Thiên phạt vô tâm, thú vương quy thiên, thiên phạt vạn năm, thành bại một người. Năm đó thánh vương đã nại bốn câu nói này, trăm năm nay. Từ khi ta chưa hóa hình thì vẫn luôn suy nghĩ ý nghĩa thực sự của những câu nói này, nhưng vẫn là không thể hiểu. Hôm nay ta cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của những câu nói này, thì ra là điềm báo cho kết cục thiên phạt của ta, đúng thật là không ngờ tới. Phạt thiên vô tâm, hôm nay thiên tâm canh chừng thánh quả, quả nhiên là xảy ra chuyện rồi. Chắc nghĩ là thánh quả bị người ta cướp, nếu không thì thiên tâm sẽ không hoảng hốt như vậy. Còn về câu nói thứ hai, thú vương quy thiên, chắc nghĩ là điểm báo cho cái ngày quy thiên mà bọn ta đợi. Vạn năm thiên phạt, thành bại một người, rõ ràng là đang nói tới người trộm thánh quả đi. Ngày tháng quả bị cướp đi, không ngờ chính là thời cơ để cho huyền giả tề tụ tấn công thiên phạt. Ta vốn dĩ là đang trong thời khắc nguyên khí dao động mà sắp sửa đột phá. Hơn nữa thời khắc then chốt như vậy, lúc ta cần sức mạnh lớn nhất để ổn định nguyên lực sắp sửa đột phá ở trong cơ thể thì tuyệt đối không thể nào bị làm phiền. Nhưng tiếng thét của thiên tâm, báu vật như vậy mà bị cướp, ta có thể yên tâm được sao? Hôm nay bị làm phiền, tâm huyết tuôn ra, cả đời này cũng không còn hy vọng đột phá. Lệ tuyệt thiên, đều là tại người, ta phải giết người. Cửu muội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thánh quả bị cướp rồi. Cái gì? Thánh quả phạt thiên bị trộm, chuyện này sao có thể, chuyện này sao có thể chứ? Là thật, đại trận phòng vệ xung quanh đều còn nguyên, không có một chút thông tin truyền tới. Tất cả các phòng hộ đều hoàn hảo không hao tổn, tất cả đều còn nguyên. Nhưng tam ca, thánh quả phạt thiên lại biến mất như vậy. Đừng lo lắng, thánh quả là bị trốn sau khi chín. Chúng ta vẫn có cơ hội đoạt lại. Người đó hoàn toàn không có kinh động tới thủ vệ trộm thánh quả đi, chứng tỏ trong một trong hai điểm, thực lực của người đó cao hơn chúng ta, cho nên mới có thể đi không để lại dấu vết như vậy. Nếu là như thế, thì chúng ta đành chịu. Ngoài ra, cho dù sau khi người đó trộm thánh quả đi, lại không có nắm chắc chuồn đi ở trong yên lặng, vẫn ở quanh đây chưa đi xa, chúng ta tìm kỹ lại một phen rồi tính. Hùng Vương nói đúng. Có lý, trước tiên tra rõ hắn rồi nói. Chấn vũ lên. Huyền thú phi hành nghe lệnh, trong phương viên trăm dặm của thiên vực, bất luận là ruồi muỗi sâu bọ cũng không thể nào bỏ qua, tìm kiếm đều khả nghi. Tiếp năn tới, tất cả huyền thú động vật nghe lệnh, trong phương viên trăm dặm tìm kiếm thật kỹ mùi hương của thánh quả, có bất cứ manh mối nào lập tức báo cáo với ta, không được có sai sót. Bốn đề đến, tất cả huyền thú ở trên mặt đất, trong phương viên trăm dặm tăng cường cảnh giới, bất cứ vật sống nào cũng không thể nào thông hành. Kẻ cố xông vào xông ra giết không cần phải hỏi. Không có mệnh lệnh của ta, không được phép hủy bỏ giới nghiêm. Không ngờ nha, thời khắc mấu chốt, Hồng Mù chủ trì đại cục quả thật là ổn áp nhất, thật là không thể nào nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhưng bây giờ huyền thú cũng quá nhiều rồi, như này e rằng tìm một cây kim cũng có thể tìm được, huống chi là một người sống như mình. Trên trời dưới đất này đều bị chặn hết rồi, xem ra lần này mình khó thoát rồi. Hơn nữa nhìn bộ dạng của mấy người bọn họ, trong một chốc một nát sẽ không chịu thôi. Chỉ có thể dùng những thủ đoạn phi thường rồi. Bực dậy tinh thần, chú ý tất cả người khả nghi, đừng bỏ qua bất cứ manh mối khả nghi nào hết. Nhất định là phải, cái gì uy áp này, kẻ nào,
Chuyện này không thể nào. Nếu là người này lấy thánh quả, sợ rằng nghiệt xúc quả đó là ta lấy. Các ngươi vậy mà còn tới tìm, xem ra vẫn không biết sai lầm cực lớn là do bản thân gây ra. Tám thú vương ở trong giai đoạn tiến giai như các ngươi, căn bản không một ai có thể có tu vi, có công lực an toàn sử dụng loại quả thánh này. Nếu thật sự đưa quả cho các ngươi, sợ rằng tất cả các ngươi ăn nó đều sẽ bạo thể mà chết. Sau 1 giờ 3 khắc sẽ không có ngoại lệ. Tranh nói những đạo lý lớn chỉ là muốn tự mình chiếm lấy. Miệng thì nói những lời lý nghĩa đường hoàng, thực tế là muốn bá chiếm tác dụng của thánh quả. Bây giờ xem ta kéo ngươi xuống. Tiền bối là vị Phong tiền bối mà lần trước ở Thiên Hương Thành vãn bối đã từng có duyên gặp mặt một lần. Mạc Sung Tiêu, Hùng Khai Sơn, hai người các ngươi đúng là khiến lão phu kinh ngạc không thôi. Ban đầu lão phu thực sự không muốn tự hạ thân phận, đích thân ra tay đối phó với Nâu Na Huyết Hồn Sơn Trang, nên mới giao cho hai người các ngươi. Việc đơn giản như thế mà lại bị các ngươi vụng về biến thành huyền thú triều hiện giờ. Đáng nói nhất là chính là lại còn không thể nào giải quyết, còn kéo một nửa huyền giả trên thiên hạ về đây. Những việc này cũng không có can hệ gì với lão phu. Xảy ra thì xảy ra rồi, chỉ là lão phu khá tò mò, rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào mà sức mạnh của thiên phạt lại suy yếu đến nông nỗi này. Đúng là lão nhân gia ngài rồi. Thế trận lớn như thế, bọn ta bày ra hoàn toàn chỉ vì người, ngươi không thể nào không quan tâm được, càng không thể nào đứng ở bên phía nhân loại để đối phó với bọn ta. Vì chuyện của ngươi mà bọn ta đã bỏ ra công sức lớn như thế, làm bọn ta đại thương nguyên khí. Ấy, ban đầu sở dĩ tìm các ngươi làm chuyện này, thực ra là vì nếu với thân phận của ta mà còn phải đích thân ra tay với Phó Huyết Hồn Sơn Trang, vậy há chẳng phải là cho tên Nạ Tuyệt Thiên kia thể diện quá. Nếu biết các ngươi sẽ làm hỏng trận thế lớn như thế mà vẫn không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, ngay từ đầu ta đã... Đúng, ngài có thân phận gì kia chứ? Nếu ngài đối phó với Lạ Tuyệt Thiên mà còn phải đích thân ra tay thì quả thật là lẻ mặt của hắn quá. Hiếp bức bọn họ quá rồi, Lạ Tuyệt Thiên ở trước mặt của ngài, hắn là cái quái gì chứ? Dù thế nào ngài cũng không thể nào ra tay được. Một khi đích thân ra tay thì thật là quá mất thân phận. Rồi sao nữa? Vậy nên tất nhiên là vẫn phải do bọn ta làm thay rồi. Ấy, nếu đã như vậy thì cũng tốt. Đối phó với hạng tiểu bối như là Lệ Tuyệt Thiên, lão phu quả thật là không nhấc nổi lửa phần hứng thú. Ngài không có hứng thú, vậy thì đúng là quá tốt. Ngài yên tâm đi, cứ giao cho huynh đệ bọn ta, chắc chắn là sẽ khiến ngài hài lòng. Vị tiền bối này, tạm không bàn đến việc ngài có hứng thú hay không, nhưng phạt thiên thánh quả đó lại là đồ của thiên phạt ta. Vãn bối phụng mệnh trông coi phạt thiên thánh quả, giờ nó lại biến mất ở trong tay của vãn bối. Xét cho cùng chỉ là trách nhiệm của vãn bối, mong tiền bối ban trả thánh quả, vãn bối vô cùng cảm kích, ắt sẽ khắc ghi đại ân của tiền bối mãi mãi không quên. Tiểu cô nương trẻ tuổi trắng trẻo này cũng thật biết nói chuyện. Người mắng ta ban nãy chính là tiểu nha đầu ngươi nhỉ? Ấy, vãn bối thân mang trọng trách, thề chết không nào thể nào bỏ. Nếu tiền bối vì sự vô tri của thiên tầm mạo phạm mà muốn trừng phạt, xin cứ việc ra tay, nhưng vẫn mong tiền bối sau khi xử trí thiên tầm hãy ban trả lại thánh quả. Tiền bối bớt giận, nếu tiểu muội nhỏ tuổi không hiểu chuyện, nóng ruột lo nghĩ thiên phạt thánh quả mà mạo phạm tiền bối, mong tiền bối đại nhân đại lượng, chớ lên chấp nhặt. Thiên phạt thánh quả cái gì, chỉ biết đặt tên lung tung, quả này rõ ràng tên là thiên tà vạn độc quả. Không hiểu thì đừng nói lung tung. Tiểu nha đầu, ngươi nhìn tám con tiểu thú các ngươi, tu vi bản thân cũng coi như là không yếu nhỉ. Nhưng ta nói rõ cho các ngươi biết, trong các ngươi tuyệt đối không có bất cứ kẻ nào có thể thừa nhận được dược lực của một giọt nước cốt từ thiên tà vạn độc quả. Bất kể là ai sử dụng, đều chỉ chuốc lấy kết cục bỏ mạng. Lúc trước lão phu tự hạ thân phận, đích thân ra tay thực ra là có ý tốt. Tiểu nha đầu ngươi sao còn không biết tốt xấu?
Chẳng lẽ lão phu lại không có lấy một chút rộng rãi độ lượng đi so đo với tiểu nha đầu người? Cho dù bạo thể mà chết, vậy cũng là số mệnh của chúng vãn bối lên như vậy. Thôi thôi, nếu tiểu nha đầu người nói cũng có đạo lý. Lúc trước lão phu lấy quả tuy có lòng cứu người, nhưng rốt cuộc cũng đã lấy quả của các người, quả thực là không chiếm lý. Nhưng nếu mà các ngươi tự tiện sử dụng, không những tàn phá thiên vật mà còn khó tránh tự hủy tính mạng, gặp mặt coi như là có duyên, dù gì quả lão phu cũng muốn dùng để làm luyện dược, dứt khoát làm người tốt đến cùng vậy. Thế này đi, chờ lão phu luyện thành linh dược sẽ tặng cho các ngươi mấy viên đan dược, có thể cam đoan giúp các ngươi an toàn đột phá tiến giai, thế nào? Như thế đã được rồi chứ? Tám người các ngươi rõ ràng là bị bạo thể mà chết, nhưng giờ đã biến thành an toàn tiến giai, ngươi còn có gì để nói nữa? Quá tốt rồi, nếu có cao nhân tương trợ thì còn an toàn hữu hiệu hơn là bọn ta tự sử dụng thánh quả. Đúng vậy, đúng vậy, cửu muội, muội mau nhận lời cao nhân đi, đây đúng là chuyện tốt lưỡng toàn đó. Sao nà im lặng như thế? Nếu còn có băn khoăn, Hạc Sung Thiên và Hùng Khai Sơn chẳng lẽ ngươi cũng không tin được? Cứ bảo chúng cho lão phu. Bọn chúng đều hiểu rất rõ về lão phu, như thế đã được rồi chứ? Tiểu nha đầu lo nghĩ lung tung rồi. Hạc Tam, Hùng Tứ, hai người các người chịu làm chứng cho lão phu, đến khi đó ta sẽ chia cho các người thêm một phần. Đúng đúng, bọn ta làm chứng. Cửu muội không tin được bọn ta sao?